Các bạn thì bây giờ mình xin sẽ làm một cái món là đá me nha. Bây giờ mình đang hộp máy mình ăn tô mì tôm luôn á, mình thấy mình khát nước với các bạn này. Thì khát nước thì sao, khát nước có nước uống đúng không, nước uống mà giờ ăn mì nó mặn, bây giờ mình thèm chua đúng không, thèm chua có me đây, me thấy chưa. Thì me này các bạn mua ở siêu thị co ốp mắt á, co ốp đó. Bây giờ mình cần 2 muỗng me nha. Me có hộp nha, hộp rất là dẻo các bạn đó. Thì tưởng mình vô tình mình lục cái tủ lạnh, bắt bạn thấy không nè, vô tình mình lục cái tủ lạnh. Bây giờ mình kiếm mình pha chế không đó. Thì mình thấy đâu cũng ai cũng ăn xôi cũng có sầu riêng, uống nước mía cũng sầu riêng, thì giờ mình bút đá me sầu riêng đúng không, đá me sầu riêng đó. Thì giờ các bạn nè, bỏ 2 muỗng me, các bạn bỏ thêm 1 muỗng đường đó. Các bạn thích sữa có sữa thôi nha, đó bạn chế sữa vô đây, sữa mình bỏ một chén nè đó, thích sữa có sữa cho mình xé cái sầu riêng ra nha. Nếu mà ai mà thích cái hương vị mà sầu riêng nó mạnh á thì các bạn nhỏ nhỏ chứ thì các bạn cho nhiều sầu riêng vô, bỏ nguyên muối luôn nó dầm vô, dầm thì các bạn hửi cái hương me chua chua mà nó trộn vô cái sầu riêng, trời ơi đã các bạn ơi, đã nó. Thì bây giờ còn Thanh thì ăn sầu riêng no rồi, nó giờ Thanh để cho sầu riêng mùi nhẹ nhẹ thôi nha các bạn nha. Đó thì bây giờ mình pha chế nha, pha chế sầu riêng, xé sầu riêng, sầu riêng thơm, sầu riêng mình mua Bình Phước nha các bạn, Bình Phước thơm lắm nha, thơm quá thơm luôn đó. Bây giờ mình đã dầm, bỏ sầu riêng vô dầm nè đó, dầm sầu riêng vô nha. Bạn thấy không, sầu riêng dầm me đó, thơm ơi, bánh ngon đó. Bây giờ mình bỏ thêm ngon, chè nữ này ngon, lạc nhá, lạc lắm hả. Bạn mình có bỏ miếng nước nha, bỏ muối đi, cho miếng đường, cho phụ miếng đường nhé, 2 muỗng thôi. Năm muỗng đủ bự hả? Xỉu thiệt, 2 muỗng thôi. Cả nhỏ, em quay vlog rồi vay. Đây, cái này than thuốc bổ nha, thuốc bổ lắm á. Mấy muỗng à? 2. Rồi, 2 muỗng nè. Cái mùi đen đen của me mà mùi vàng vàng của sầu riêng mà thấy không? Đã lắm. Cái mùi đen có màu gì vậy? Nè, lộn cái màu. Cái màu đen đen. Cái màu đen đen của me và cái màu vàng vàng của sầu riêng, các bạn tưởng tượng á, đen đen mà vàng vàng mà cục cục. Ôi trời ơi, ghê quá. Đen đen nè, vàng vàng cục cục. Cái này chắc là cái này chắc bón quá. Đồ ăn không còn miếng lê luôn. À, bây giờ chế cho mình chế cho mình miếng ấm à. Bây giờ các bạn đợi 5 phút. Không. Đợi hết 5 phút nha. Bây giờ mình dẹp hũ me. Trời ơi, lấy hũ me không dẹp là mệt lắm á, mệt như vợ mình lắm. Mệt lắm mà nè. Đó, thì cái trời này rất là oi bức các bạn thấy không? Đó. Oi rất là oi bức. Đó, thì bây giờ mình đó. Nè. Làm nước me rồi. Nó cắt miếng dưa hấu nhỏ ra cái ta ghê lên đó cho tới nói mất hay đấy, từ nó nói kịch bản viết sẵn hết trơn là họ có dưa hấu dắt mà giờ ông nói bậy bạ lên rồi. Thôi mày thơm lắm các bạn ơi, thơm lắm các bạn ơi nè, nhớ thử coi. Chua thơm béo cầm miếng đá luôn bạn mày cầu ơi. Mấy này nó chua nha, thiếu ngọt nha, chắc thêm sữa quá không, người ta ăn sầu riêng dầm với bơ với sữa, mình ăn sầu riêng dầm với me với sữa. Ôi nút nước lạnh lên đấy sao không nghe cái mùi gì không, lạc xèo mất bị giác rồi, mất bị giác lâu quá rồi. Đây giờ mình cắt trái dưa hấu ra mình giác không, nếu mà đúng á thì chắc trong tương lai tầm tầm 11-20 năm gì đó mình sẽ làm cái món đá me sầu riêng bán Giang viên một cái chuỗi cửa hàng luôn, không là Giang điện máy xanh giờ á, không ngã tư chỗ nào là gặp đá me sầu riêng chỗ đó, sao không? Liên kết với mấy thằng bán điện máy xanh không, xin cái ô nhỏ không, vừa bán đá me sầu riêng dầm
vừa giữ xe cho nó luôn, đúng không? Đó. Một công mà đôi chuyện, đúng không? Hứa luôn cái dây chuyền này rất là tuyệt vời. Hả? Bây giờ mình ăn xoài chấm mắm tôm ba bùi. Mắm ruốc. Mắm ruốc lộn nó mắm tôm đó, chấm vô. Mắm tôm là chấm bắt luôn. Nhớ ba bùi. Đó. Thì bây giờ là đó. Thì thôi đây là cái thang thuốc bổ nha. Đây cái món này là món lá me sầu riêng đó. Với cái trời cái trời trời oi bức này không, mình uống lá me sầu riêng không đó, uống nước lạnh nữa, trời nóng nóng uống khỏe 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 cái một luôn, ngọt cái khỏe luôn. Trời này qua ngày làm đó nha, sầu riêng không đó nha. Bây giờ thôi xin chào các bạn, bye bye nha. Hẹn các bạn vào một ngày nào gần nhất, mình sẽ làm những cái món rất là nhanh và lẹ, chỉ cần cái ọt cái là đi.